Hello, xin chào tất cả bạn, chào mừng các bạn đến với video tiếp theo của tôi. Hôm nay là tôi không thực hiện thử thách, tức nghĩa là cho mấy thằng cô này nó thi con gấu của tôi, đó chính là thi chạy với gấu. Thì là thằng nào mà chạy thắng là được 1 lít, tức là chạy thắng con gấu nhá, chạy thua là không được gì. Ok, và chặng đường là sẽ dài từ đây tít kia, đó rất là dài, và tôi sẽ làm trọng tài. Ok, bây giờ là ai xung phong? Xung phong trước đây, con gấu đang mệt, nó đang nghỉ. Ai chạy trước? Huy gì? Vâng. Ok rồi, anh em chỉ vào vị trí nhá. Bây giờ là đích là ở cái cột điện kia, chạy thắng là bây giờ nhá. Trọng tài đi lên trên đích, còn để cho một thanh niên ở dưới kia chạy đua lên trên này. Đường cũng phải xa xa tí. Con gấu nó đang chạy thắng rồi, tự nhiên nó rẽ sang bên trái. Mẹ, để ý vào đấy thắng rồi. Còn xanh mày ngu thế mà mày không chạy thẳng đây hả? Mày làm mất của tao 1 lít rồi đây. Ngu thế mà chịu được. Ok rồi, về đến lượt cho cô Trọng kia nó chạy. Rồi, dắt nó về cho anh. Cùng chạm đích cùng nhau, nhưng mà bây giờ là không còn cách nào rồi, chạy lại đây. Thôi cho nó nghỉ đi, khổ quá, chạy thua rồi. Chạy cùng hai thằng, cho nó nghỉ đi. Bây giờ chạy hơi mệt, thấy khổ thân quá. Huề nhá, chưa phân biệt nào thắng nào thua, hai thằng đến đích cùng với nhau luôn. Bây giờ phải slow motion mới biết được, nhưng mà bây giờ không có khóc nào để slow motion cả. Mệt quá anh. Thôi cho nó nghỉ đi, khổ quá, nóng quá các bạn. Huy được 1 lít rồi, gấu an tàn phá hại. Hôm nay thì chưa phân biệt được thắng thua. Con gấu đang mệt các bạn, cho nó nghỉ tí, mệt quá, nhìn nó thở khổ quá. Bây giờ thì mới ra vô. Đi vào trong đây nằm. Được. Vừa mới tắm cho hôm qua xong, bây giờ vào đây nằm bẩn hết, hay lắm. Cho nó nghỉ tí chạy đua tiếp như này đi. Ok, bởi vì là nếu mà chạy kiểu thế một mình nó chạy với ba thanh niên này thì là hơi thấy bất công cho con gấu một tí, nên là bây giờ nhá, thằng Huy thì thôi cứ đằng nào nó thắng thì cho thắng, cô này Huề cứ cho Huề. Bây giờ là chưa lại phát cuối cùng này, là cho con gấu nó chạy cùng ba người luôn, thằng nào thắng được 5 lít. Ok, còn thằng nào thua không được tiền. Nói chung là thắng con gấu được 5 lít, còn lại top 2 top 3 chịu, nhưng mà cứ thắng con gấu 5 lít, còn ba thắng con gấu thì là được 1.5 củ. Ok, còn nếu mà không thắng thì không được tiền đấy, thì là cho chạy một phát con gấu luôn, solo luôn. Chứ bây giờ nếu mà để con gấu mà chạy cùng ba thằng thì thấy hơi bất công thật. Một mình nó thì không thể đủ sức để mà chạy cùng ba người được, nên là bây giờ là cho nó nghỉ một lát, sau đó thì sẽ cho nó chạy cùng với lại ba anh này luôn. Đó, khổ quá, nhìn mệt khổ quá. Giờ đây gấu ơi, đây đây, đi chu đấy làm bẩn quá. Ra đây, anh lên, đấy mà chu đấy làm bẩn hết người rồi, ngáo ngơ này. Rốt, trưởng. Rồi, ngồi xuống đây, nghỉ ngơi tí rồi chạy nhá. Rồi, bây giờ thì là cho con gấu nó chạy lẫy, giờ nó mệt thì là thương nó quá. Bây giờ đang bảo hai anh cô em này nó về nhà nó mua nước với lại cầm ít đồ đây, để cái cuộc thi này nó sẽ công bằng hơn. Tức là tôi sẽ để một cái góc máy slow motion để xem ai chạm đích trước sẽ được tiền. Còn lúc nãy là sorry anh em là tôi không để con máy để góc cận, nên là đâm ra là tôi không thể biết được ai chiến thắng con gấu, chỉ là nhìn ai mà chạy nhanh hơn thì là phân biệt chiến thắng thôi. Nhưng mà đấy là hai thanh niên là bằng nhau, Trọng với lại con gấu là hai thanh niên là chạm đích bằng nhau, nhưng mà nó sẽ có một người chạm đích sớm hơn một tí, thì cái đấy phải có một góc quay khác. Thì bây giờ đang để cho hai cô này nó về nó mua nước, cộng với lại nó lấy máy quay ra đây để thi một cái phần thi cuối cùng, một phần thi duy nhất thôi. Nếu mà con gấu nó chiến thắng thì coi như là con gấu nó giúp tôi, còn nếu mà con gấu nó thua là coi như là nó ăn tàn phá hại, nó đốt của tôi 1.5 triệu. Đấy, thì bây giờ đợi về lấy đồ ở đây bắt đầu quay. Mệt quá.
Hôm nay thì rất là may là không nóng mấy, trời không nắng, đâm ra là quay nó cũng thoải mái. Trời đang mùa, các bạn nhìn trời này. Đấy. Chứ hôm nay mà trời nắng là chết. Mua cho anh 5 lon coca nhá, cho 5 người, với lại cầm đấy, cầm điện thoại với lại cái chân quay đây. Ok. Ở đây đợi đấy, hai thằng đi đi. Bảo em anh mở cửa cho. Tí nữa cho chạy đua cho nghỉ ngơi tí. Đó. Đi dạo, toàn thích đi ăn cỏ. Đây là cái nơi mà ngày xưa lúc mà tôi mới mua nó về, tôi cho nó ra đây chơi. Đó, không biết các bạn có nhớ nơi này không? Chính cái địa điểm này là cái địa điểm mà tôi dắt con gấu ra đây khi mà nó bắt đầu được 2 tháng tuổi, mới mua về dắt ra đây quay luôn cho các bạn xem đấy. À, đây là cái nơi mà nó đến du lịch đầu tiên sau khi mà từ trên Hà Nội về với lại tôi. À, đang làm gì này? Đang tìm chỗ đi vệ sinh à? Không được đi vệ sinh đây nhá gấu. Gấu ơi. Gấu. Chui bờ lúc bụi này, rút vào không đem gì? À, rút vào đem gì, thích bơi không? Đi ra đây gấu. Ra đây, ra đây. Dám hết vào cỏ rồi. Gấu ơi. Đi ra đây. Ra đây gấu. Gấu, gấu, gấu. Ra đây. Gấu ơi. Đi ra đây, ra đây. Mua nước về cho nó uống các bạn. Uống để lấy sức để chạy đua chặng cuối cùng. Ở đây bây giờ nắng người quá. Này, uống nước này. Đùa đu bóng. Này, uống nước này. Cái lát đùa đu bóng này. Nó liếm rồi, nó liếm này. Này, này. Cứ cho nó liếm. Này gấu này. Đây đồ 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 đu bóng. Này gấu này, gấu này, uống nước. Qua đi không cầm đồ cho nó, bây giờ cho nó uống nước. Nó khát nãy, nó chạy nãy giờ khát lắm. Mình còn khát nữa nó. Ừ, nó khát mà bản thân. Cho đi chơi mà ra đúng cái hôm oi. Mà gấu này nó không chịu được thời tiết nóng mà. Thỉnh thoảng cho đây chạy đua tí để cho nó khỏe. Ở nhà nhiều cũng yếu người. Uống gần hết chai nữa các bạn. Con này uống khỏe thật. Đấy, uống đi. Hết chưa? Bây giờ tôi mới được uống nước này các bạn. Cho nó uống nãy giờ giờ mới được uống. Mình khát lắm rồi, không chạy mà rất là khát. Ê đồ mày. Con đấy nè. Rồi, chuẩn bị chạy nhá. Ok, anh em uống nước đầy đủ sẵn sàng chưa? Sức mạnh lên rồi. Ok rồi, chuẩn bị chạy nha gấu. Bây giờ là ra set up tất cả góc quay với lại mọi thứ để có thể cái cuộc đua này nó diễn ra công bằng. Thì là chỉ diễn ra một lần duy nhất thôi. Thằng nào thắng 5 lít đấy. Ok, 5 lít luôn. Thắng đua cuối cùng dành cho ba vận động viên đây. Đấy, chạy đua với lại con gấu. Rồi, gấu thì đã được dưỡng sức uống nước đầy đủ rồi. Mấy thanh niên này mỗi thằng một chai coca rồi. Bây giờ là sẽ xem ai sẽ giành chiến thắng đây. Tất cả vào vị trí nhá. Đấy, khi nào anh đếm 1 2 3 là thả con gấu ra cho chạy cùng luôn nhá. Không được chơi bẩn ăn gian nhá. Đấy. Đây là đội hình. Đấy. Rồi, chúng ta sẽ xem ai sẽ giành chiến thắng và giành được cho mình 5 lít. Ok, bây giờ thì là tôi sẽ chạy lên vị trí trên đích để quay lại tất cả quá trình này. Ở trên kia có rất là nhiều anh em cổ động viên đang đứng ở đấy để cổ vũ cho gấu. Đấy rồi. Bây giờ let go đi lên trên đây. Đây là toàn thể cổ động viên cấp 1. Học lớp 1, 2, 3, 4, 5, 6. Em cấp 2 ạ. Em cấp 2 ạ. Ok, nói chung là 1, 2, 3, 5, 6, 7. Cổ vũ gấu đúng không? Ừ, anh nãy không thi rồi nhưng mà bây giờ là ở kia là có gấu với lại ba thanh niên kia thì các em cổ vũ cho ai? Gấu. Gấu. Ok, thế thì cứ hô gấu, 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 gấu để cho chạy đây nhá. Rồi. Bây giờ thì là chuẩn bị cho cuộc đua sắp được diễn ra. Tôi sẽ đặt máy quay đây.
khi mà nó được là nó thua. Nó chơi cho tôi một phát mà mất 1,5 triệu, ok đây, tiền này. Tiền 5 lít. À, tiền 5 lít. À, 5 lít. Đấy, mất 1,5 triệu đấy anh em. À, bây giờ là đi cầm mà không còn đồng nào. Thằng gấu rồi mày lại đây, đây thằng gấu này. Không có giận này. À, nuôi cho mày ăn to bằng đấy rồi bây giờ mày chạy đua chúng nó, mất 1,5 triệu tao rồi. À. Nhưng mà nó thật sự là để mà nói nó mệt. Mệt quá. Giờ về làm xả riêng sao xả ớt. Đúng rồi anh ạ. Các bạn nhìn nó thở này. Để ớt quá nhiều quá nhà thôn. Cho đi tập thể dục mất 1,5 triệu này. Đấy, tạo thu nhập cho anh em. Hôm nay tôi muốn tạo một cái clip mà để cho con gấu thi chạy cùng ba như này. Mấy phát cuối này là không thể thắng được vì là một mình nó không đủ sức để mà chạy với lại ba gông như này, to khỏe như này. Đấy là nói chung là thôi, chủ yếu là muốn thử xem như nào. Nhìn đấy thì nói chung là thôi, thua rồi, thôi chấp nhận rồi. Ok, nói chung là tôi không muốn chia sẻ gì thêm, cũng mất tiền rồi. Chả muốn nói gì cả, chán lắm rồi thôi. Cảm ơn tất cả bạn đã xem clip của tôi, nhớ like, subscribe, chia sẻ, đăng ký kênh thôi nha. Bye bye.